Sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về dự thảo nghị định của Chính phủ để triển khai thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Triển khai thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội, đến nay, các bộ ngành trung ương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng để xây dựng 3 văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, Bộ Nội vụ đã soạn thảo nội dung trình Chính phủ để ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng. Bộ Tài chính soạn thảo nội dung trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung thay thế nghị định 144 năm 2016, quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý với thành phố Đà Nẵng. Bộ Xây dựng cũng đã có dự thảo để trình Chính phủ ban hành quyết định quy định chi tiết và biện pháp thi hành về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị. Liên quan đến thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thành phố đã có một số kiến nghị đề xuất Bộ Nội vụ điều chỉnh trong dự thảo cho phù hợp. Trong đó, đối với các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận thì đề nghị là 11 đến 12 phòng thay vì 8 phòng như dự thảo đưa ra. Về số lượng công chức cấp phường thì đề nghị ít nhất 16 người thay vì quy định không quá 12 người. Về tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức cấp phường thì thực hiện như hiện nay cho đến khi Trung ương ban hành quy định chung tổng thể.